Toản Toản và kênh Nước Pháp Có Gì Hay xin chào mừng các bạn đã trở lại với kênh. Các bạn ơi, hôm nay là 15 tháng 2 rồi, thời tiết của nước Pháp đang dần ấm lên, cho nên không còn bao lâu nữa thì tuyết sẽ tan trên các cái ngọn núi. Chính vì vậy mà mình cùng với gia đình tận hưởng những cái khoảnh khắc cuối cùng để chơi với tuyết. Ngoài các loại hình trượt tuyết ra thì ở Pháp người ta còn rất là nhiều cái trò chơi khác với tuyết các bạn ạ. Mà hôm nay cụ thể là mình sẽ giới thiệu đến các bạn cái gọi là igloo, một loại hình du lịch trải nghiệm ngủ trong nhà tuyết. Cái nhà được làm hoàn toàn bằng tuyết các bạn ạ. Nhưng mà trước hết thì như thường lệ gia đình mình sẽ vui chơi một tí với tuyết các bạn nhé. Các bạn cùng vui chơi với mình ha. Đây rồi, mình không để các bạn đợi lâu. Gia đình mình vừa mới di chuyển đến phía bên trong, phía sâu hơn trong ngọn núi để gặp một cái gia đình mà người ta chuyên làm những cái igloo như thế này các bạn. Ở đây có một gia đình, có một người cha cùng với hai người con và ông bà nội đến từ vùng Alsace. Mẹ chồng mình đến từ Alsace các bạn. Đó là một cái vùng quê rất là đẹp và có một cái... Như các bạn thấy thì ở trong cái lạnh không độ của mùa đông như thế này, ở trên núi rất là lạnh, đặc biệt là ở cái chỗ này nó không có nắng đó các bạn. Ở dưới cái bóng râm thì cái lạnh nó nhân lên rất là nhiều. Đó, thì có một cái gia đình người ta đã nhen lên một cái đốm lửa để sưởi ấm. Và tối nay thì tình hình là người ta sẽ ngủ ở đây, ngủ trong cái lều tuyết mà người ta đã xây dựng đó. Cái người đàn ông mà đang nhóm lửa đó là cái anh này, ảnh chuyên xây dựng những cái nhà tuyết như vậy để cho khách du lịch tham quan và ngủ lại. Cả gia đình đang đi kiếm những cái ngọn củi khô, những cái ngọn thông, những cái cành thông khô để nhóm lửa. Nhưng mà rất là khó các bạn ạ, bởi vì nó tuyết mà nó là nước cho nên là nó rất là ẩm, thành ra là khó nhóm lửa được lắm các bạn. Nhìn cái cảnh mà người ta nhóm lửa trong một cái buổi chiều lạnh giá như thế này, tự nhiên mình nhớ lại hồi xưa mình còn nhỏ đó, mình ở quê mình đi chăn bò đó. Thế là cứ khoảng tầm chiều chiều 4 đến 5 giờ mà mùa đông á, trời mưa lâm thâm rất là lạnh. Thế là cái tụi nhỏ chăn bò tụi mình sau khi mà chơi đã đời rồi mệt lả, thế là rất là đói bụng. Và lúc đó là đi đào khoai lang trộm của người ta xong rồi nướng lên ăn. Đây ở Pháp người ta cũng cho con cái của mình lên núi và chơi như vậy, trở về với thiên nhiên, cũng nhóm lửa này nọ. Nói chung là cái tuổi thơ của con nít ở đây đó, nó được gắn liền với thiên nhiên lắm. Hãy cứ ngày nghỉ hay là cuối tuần nọ kia là người ta cứ đem con mình ra thiên nhiên đi dạo, đi chơi. Rồi đi vào rừng cũng be bờ suối đồ nọ kia cũng vui lắm. Ở đây thì bây giờ mùa tuyết cho nên là mọi người cũng lên đây rồi nhóm lửa. Mấy bạn nhỏ con của ông xã mình đó cũng rất là thân thiện. Tuy là xa lạ với các cái bạn kia nhưng mà các bạn cũng bắt nhịp, cũng chơi với nhau rất là nhanh. Và cùng nhau thổi lên, quạt lên một cái đốm lửa các bạn ạ. Các bạn thành công rồi, đã quạt được rồi. Ở Việt Nam đó thì thường thì những cái trò như thế này thì cho con nít chơi thôi chứ người lớn không tham gia. Tuy nhiên là ở đây đó thì cả người lớn người ta cũng hào hứng với mấy cái trò này lắm. Là chính người lớn đã tạo ra cái không gian vui chơi như thế này các bạn ạ. Để các chúng ta cùng theo cái anh chàng này là tác giả của cái nhà tuyết này các bạn, vào bên trong cái ngôi nhà để xem là nó được xây dựng và được trang bị những gì trong đó các bạn ha. Mình tưởng rằng cái tấm ván đó là cái bàn của ảnh nhưng mà thực ra không phải, anh ấy nói là chỉ là cái ghế để ảnh ngồi thôi. Các bạn xem nè, bên trong căn lều nó như thế này, cái nhà tuyết nó như thế này. Ảnh tạo ra một cái bờ tuyết và đặt rất là nhiều cái miếng gỗ lên trên đó để chúng ta ngồi đó các bạn. Buổi tối thì chúng ta cũng có thể leo lên đó mà ngủ.
rồi tất nhiên là phải đem theo những cái túi ngủ chuyên dụng. Mình hỏi ảnh là anh làm cái này là để cho mọi người đến vui chơi, thích ai thích thì ở lại hay là cho khách du lịch, thì ảnh nói là để cho dành cho tất cả mọi người, cho gia đình, cho bạn bè và kể cả là cho khách du lịch nữa. Đó là cái nghề của ảnh đó các bạn. Các bạn, ảnh tạo ra cái này và ảnh hướng dẫn khách du lịch đi tham quan cái tour vùng núi tuyết và sẽ ngủ lại trong những cái lều như vậy. Khi mà mọi người ngủ ở đây thì mọi người có thể ăn cái món fondue fromage, có nghĩa là cái món fromage nóng chảy đó các bạn. Đây là cái món đặc sản của cái vùng Savoy này. Ảnh cho biết là ảnh xây dựng cái igloo, cái nhà tuyết này trong chỉ có trong 2 ngày thôi, một mình ảnh xây dựng trong 2 ngày. Và cái lều này nó có sức chứa là 15 người các bạn ạ. Mình hỏi ảnh về cái kỹ thuật để xây dựng, làm sao mà có thể xây tuyết mà thành cái lều như thế này, thì ảnh nói là ảnh sẽ tạo những cái viên gạch bằng tuyết, xong rồi xếp nó chồng lên nhau tạo thành một cái vòng tròn, cái này chồng lên cái kia. Và như thế là anh ta đã có một cái nhà tuyết rất là đẹp. Đầu tiên là anh sẽ đào tuyết để mà tạo ra cái vùng mà mình ngồi đó, cái chỗ để chân đó. Rồi cái số tuyết được đào lên thì anh ấy dùng để đắp cái bàn. Đó, đây là cái bàn. Anh sẽ nâng cái chiều cao của cái bàn lên và để đắp cái bên ngoài, phía bên ngoài cái khung cửa, cái vòm cửa của cái igloo cũng vậy các bạn. Mình khen cái công việc của ảnh thì quá chuyên nghiệp, cũng như là cái igloo rất đẹp. Thế thì ảnh cũng rất là khoái chí cho nó rằng là nó rất là tuyệt vời, nó rất là đẳng cấp. Anh này ảnh có một cái vẻ tự hào, một cái niềm vui về thành quả của mình như là một đứa trẻ vậy các bạn. Để các bạn xem qua về cái không gian bên trong của cái igloo này ha. Có bếp ga nè, có nến nè, cũng như là đầy đủ tất cả các cái phương tiện cần dùng cho việc sống ở trong đó vài ngày. Đây là một cái igloo khác được làm ở kế bên, nhưng mà trong bên trong không có được trang bị cái gì hết các bạn. Ở xung quanh thì mình cũng thấy có rất nhiều những cái igloo nhỏ. Vẫn luôn mong ước một ngày nào đó mình sẽ được ngủ ở trong cái lều tuyết như thế này. Hy vọng là ngày đó sẽ không xa. Hay là các bạn ủng hộ mình đi, các bạn cho mình đủ 1.000 sub và 4.000 giờ xem thì mình sẽ ngủ trong cái nhà tuyết này ngay. Còn bây giờ thì đã muộn rồi, chúng mình quay về nhà uống sô-cô-la nóng và ngắm hoàng hôn trên nền tuyết trắng. Rồi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Và xin đừng quên bấm subscribe, đăng ký, like cho video của mình ha. Bye bye!